Bài tiếp theo từ câu 181 đến câu 185. Bài này có hai bài đọc. Bài đọc số 1 là một cái mẫu báo phải không em? Bài đọc số 2 là một cái email này, có to, from và ký tên nè. Câu 181, what happened, điều gì đã xảy ra vào ngày 23 tháng 9? Vậy từ khóa chính là September 23rd, phải không nào? Đọc đáp án trước nha em. Câu A, một cái interview, một cái cuộc phỏng vấn cho một cái tờ báo đã được tiến hành thực hiện. Câu B, một cái advertisement, một cái mẫu quảng cáo đã được in vào trong một cái ấn bản hay là tờ báo ha. Câu C, một cái sự kiện, industry là thuộc ngành nghề đó, một cái sự kiện ngành nghề kinh doanh đã được tổ chức. Câu D, một số cái investor là nhà đầu tư đã được chào đón. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm xem cái September 23rd nằm ở bài số mấy nha em. Câu 181 là câu đầu tiên cho nên thường chúng ta chọn bài đầu tiên trước ha. Bài đầu tiên có September 23rd không em? Có phải không nào? Dòng số 2 ở đây ha. Mình sẽ đọc cái câu trước cái từ này nha em. Tại cái convention food and drink của Concord đó, vào ngày 23 tháng 9 thì một cái nhóm những cái chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp cà phê đã thông báo những cái kế hoạch là thêm những cái thức uống theo mùa vào trong menu, trong thực đơn của họ và tiến hành những cái chương trình khuyến mãi khác nhau. Rồi, vậy thì vào ngày 23 tháng 9 đã xảy ra cái gì vậy em? À, xảy ra cái này nè, The Concord Food and Drink Convention. Và em có đoán được cái convention này có nghĩa là gì không? Ở đâu mà một cái nhóm chủ sở hữu thông báo những cái kế hoạch của họ? Em xem đáp án nha. Câu A, một cái buổi phỏng vấn cho một cái tờ báo là không được rồi nè, đâu có phỏng vấn gì đâu. Cái này là một nhóm những chủ doanh nghiệp thôi mà, phải không nào? Rồi, câu B, một cái quảng cáo đã được in trên một cái ấn bản, không có liên quan, phải không em? Câu C, một cái sự kiện đã được xảy ra, rất có thể là một cái sự kiện, phải không nào? Thuộc ngành, ngành này là ngành gì em? Ở ngành cà phê, phải không nào? Rồi câu đi là gì? Một vài cái nhà đầu tư được chào đón, đâu có chào đón nhà đầu tư gì đâu. Vậy đáp án chính xác là câu câu C ha. Một cái sự kiện thuộc về một cái ngành kinh doanh đã được tổ chức, đã được diễn ra. Vậy thì cái sự kiện á chính là cái convention đó em. Thật ra mình có từ convention có nghĩa là hội nghị ha. Hội nghị nó giống như meeting, nó giống như là conference vậy đó. Một cái hội nghị, hội nghị về food and drink ở Concord, được không nào? Vậy thì đó là một cái sự kiện ha. Còn cái ngành ở đây là ngành gì vậy em? Food and drink, được không nào? Và đây là một cái nhóm những cái chủ doanh nghiệp của cà phê thôi ha. Vậy thì đáp án chính xác là câu C. Câu 182, according to the article, theo như cái bài báo là bài số 1 phải không em? Thì tại sao những cái coffee shops là những cái cửa tiệm cà phê đó ở Concord lại introducing, là giới thiệu hay là ra mắt thêm những cái drinks, là những cái thức uống theo mùa? Vậy từ khóa chính là từ nào vậy em? Introducing more seasonal drinks, phải không nào? Đó là bán trước nha em. Câu A, to attract, để thu hút patrons, là khách hàng từ những cái vùng khác. Câu B, để participate in, tham gia vào một cái festival, là lễ hội. Câu C, để max yield, tận dụng sử dụng những cái ingredients, là nguyên liệu được sản xuất ở địa phương. Câu D, để take advantage of, tận dụng được cái xu thế khắp quốc gia, khắp cả nước ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về thêm những thức uống theo mùa nha em. Rồi bài số 1 nào, chỗ nào vậy em? Lúc này chúng ta có dò qua rồi phải không nào? Là dòng thứ 3, đoạn thứ nhất phải không em? More seasonal drinks. Và chúng ta đọc lại cái chỗ này nó là gì đây? Một cái nhóm, những cái owners, những cái ông chủ quán cà phê đó đã thông báo những kế hoạch để đưa thêm những cái thức uống theo mùa vào trong cái thực đơn, cái menus của họ và tiến hành những cái chương trình khuyến mãi khác nhau. Chưa có lý do phải không em, thì mình dịch tiếp nha. They believe that, họ tin rằng by doing so, bằng cách làm như vậy, bằng việc làm như vậy đó, họ có thể biến Concord thành một cái destination, một cái điểm đến cho những cái enthusiast, những người đam mê cà phê từ những cái vùng. Ok, từ nhiều vùng. Vậy thì em ơi, đáp án là câu gì vậy? Đáp án chính là câu A, phải không nào? Là thu hút những cái patrons, khách hàng đến từ những cái vùng khác, phải không? Còn ở trên này là gì nè em? Biến Concord thành một cái destination, điểm đến cho những người đam mê cà phê. Những người đam mê chính là patrons nè em, những cái khách hàng đó, phải không? Từ những cái khu vực lân cận. Ok, tức là từ những cái vùng khác rồi, phải không nào? Đáp án chính xác là câu A ha. Câu 183, what is mentioned, điều gì được đề cập về Jill's Coconut Java? Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Coconut Java, phải không nào? Đó là bán trước nha. Câu A, it will be available, nó sẽ có sẵn để mà bán tại cái cửa take out, là take away, mang đi đó em, cái cửa mang đi
chỉ ở cái cửa mang đi thôi ha. Câu be nó sẽ được purchase, được mua ở đa dạng kích cỡ, cái kích cỡ khác nhau. Câu see nó thì rẻ hơn nếu đặt hàng chung với một cái loại thức ăn, phải không nào? Câu D, nó được cung cấp trong một cái khoảng thời gian limited, là khoảng thời gian có giới hạn trong năm nay. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dò coconut java sẽ nằm ở đâu em nha. Giờ tiếp bài đọc số 1 đi em, xem có không. Đoạn số 2 có không? Không có, phải không nào? Đoạn số 3 thì sao em? À có phải không em? Coconut java. Và mình đọc cái câu này xem nó nói gì nha. Meanwhile, trong khi đó đó, thì cái tiệm cà phê chill sẽ mang trở lại cái thức uống là coconut java tươi mát của nó, cái mà đã được debut, ra mắt vào cái tháng 3 vừa rồi và được phục vụ cho đến tháng 6. Khi em đọc đến đây thì mình hiểu được một điều là gì em? À, cái coconut java này nè em, nó được phục vụ từ tháng 3 vừa rồi cho đến tháng 6 thôi, phải không nào? Vậy thì em xem đáp án là câu nào. À, câu đi phải không? Nó được cung cấp trong một cái khoảng thời gian giới hạn, khoảng thời gian giới hạn là từ tháng 3 cho đến tháng 6 ha, của năm nay. Rồi, đáp án là câu D nha em. Câu 184, which drink, cái thức uống nào đó, thì một vài khách hàng rất có khả năng là đã hỏi Miss Lee trong this week, là tuần này. Vậy từ khóa chính là từ nào vậy em? Miss Lee and this week. Rồi, nhìn đáp án trước đi em. Đáp án là những cái tên của các loại thức uống phải không nào? Có pumpkin spice, Xmas espresso, center latte và cherry cappuccino. Ok, vậy để làm câu này nhanh, chúng ta sẽ tìm xem những cái tên của thức uống này nè, và Miss Lee nằm ở bài số mấy nha em nha. Rồi mình vào bài số 1 trước nha. Em xem bài số 1 xem có tên của các thức uống hay là Miss Lee hay không. Cái đoạn ở giữa mình chưa dò nè em. À, có tên của các thức uống phải không em? Mình có pumpkin spice, rồi có Xmas espresso, Christmas tree cappuccino, Santa latte, phải không nào? Rồi có Miss Lee không? À, nhưng lại không có Miss Lee, mà Miss Lee lại nằm ở bài số mấy vậy em? Bài số 2 phải không nào? Tại vì Miss Lee ký tên nè. Ok, vậy thì rất có khả năng bài này sẽ là bài liên hệ giữa bài 1 và bài 2 ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc cái thông tin bài 2 trước đi, để xem bài này nói gì về bà Lee, được không nào? Rồi cùng đọc với cô nha. I was excited, tôi rất là hào hứng, thích thú. Tôi chính là Miss Lee, phải không em? To see that, khi mà thấy rằng cái quán cà phê của tôi là Creative Cups đã được nhắc đến trong cái bài báo, trong cái phiên bản ngày 30 tháng 9 của bạn. Vậy khi đọc đến đây thì mình hiểu một điều gì em? À, cái quán cà phê của bà Lee á, tên là gì em? Creative Cups. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò lên bài số 1 xem có tên của quán cà phê này không. Và nếu có thì quán cà phê này bán cái loại thức uống nào, thì mình sẽ chọn được đáp án, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò lên nha. Rồi em dò xem có Creative Cups hay không. Có phải không nào? Ở đoạn số 2, cuối dòng thứ 2 và đầu dòng thứ 3 có Creative Cups nè, phải không? Thì mình đọc thử cái chỗ này xem nó nói gì nha. Tại Creative Cups, nhân viên thì đang cố gắng tăng cái doanh thu của mùa đông bằng việc invent, phát minh sáng chế ra những cái flavors, những cái hương vị với những cái tên độc đáo. Last year, năm ngoái đó, thì họ phục vụ cái thức uống cà phê có chủ đề mùa đông tên là Xmas Espresso và Christmas Tree Cappuccino. Vậy thì Espresso và Cappuccino không phải là đáp án rồi, bởi vì đây là thức uống của last year, năm ngoái, phải không em? Còn người ta hỏi this week, tuần này mà. Vậy mình đọc tiếp nha. This year, năm nay đó, thì họ lên kế hoạch để mà giới thiệu cái thức uống là Santa Latte. Vậy thì em xem cái Creative Cups, cái quán của bà Lee chỉ có nhắc đến hai cái tên này thôi. Ba cái tên chứ em, ba cái sản phẩm là Xmas, Espresso, Cappuccino và Santa Latte, phải không? Mà hai cái này đã là last year, là năm ngoái rồi, thì chắc chắn đáp án sẽ là Santa Latte, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu nào vậy em? Câu C ha. Câu 185, what does Miss Lee, bà Lee thì yêu cầu cái advertising department, cái bộ phận quảng cáo làm gì? Ok, đọc đáp án trước nha em. Câu A, gửi một cái list, một cái danh sách của những cái subscribers, những người đặt mua định kỳ dài hạn ha. Câu B, confirm, xác nhận, rate, giá cả, advertising, quảng cáo. Câu C, suggest, đề xuất, đề nghị một cái tên cho cái thức uống. Câu D, in những cái bức hình, bức ảnh màu, được không nào? Có nghĩa là in màu những cái bức hình, bức ảnh ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem dò bài số mấy em. Câu cuối cùng rồi, chúng ta sẽ dò bài cuối cùng ha. Em xem bài cuối cùng, đoạn số 2 chúng ta chưa dò phải không nào? Mình đọc nhanh qua đoạn số 2 nha, nó là gì đây? Cái kích cỡ mà tôi mong muốn là 1/8 của cái trang. Tôi đã đính kèm cái bản nháp của cái quảng cáo, phải không nào? Nhân viên của bạn có thể đề xuất cái thay đổi nếu cần thiết. Có nghĩa là đề xuất cái thay đổi thôi, chứ không có đề xuất cái tên, thì câu C là sai rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta dịch tiếp nè. I review, tôi đã xem xét cái pricing, cái giá ở trên cái website của bạn và nhận thấy rằng cái giá của nó là $200 mỗi tháng
để mà quảng cáo ở trên cái mục Food and Drink của cái tờ báo của bạn đó. Rồi, as soon as, ngay sau khi bạn confirm, xác nhận đây là cái số tiền đúng á, thì tôi sẽ nộp cái thanh toán cho bạn. Ok, vậy thì em xem bà Ly yêu cầu cái bộ phận quảng cáo làm gì em? Là confirm the correct amount, confirm xem á, cái giá quảng cáo là 200 đô mỗi tháng này là chính xác chưa? Nếu mà chính xác thì bà ta sẽ thanh toán luôn, được không nào? Vậy theo em đáp án là câu nào? Rất là dễ, phong nào đáp án là câu B ha. Xác nhận cái rate là cái giá quảng cáo. Rate ở đây bằng cái từ price xem, từ này rất là hay gặp nha em nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Bài đọc đầu tiên là một cái mẫu báo. Mình có từ newsletter là bản tin đó em. Bản tin concurrent ha. Edition là phiên bản. Phiên bản ngày 30 tháng 9 được không nào? Rồi cái tiêu đề là gì đây? Sales là doanh số, mình gặp hoài ha. Doanh số của những cái quán cà phê ở cái mục là thức uống theo mùa ở concurrent được không nào? Rồi local cafes, những cái quán cà phê ở địa phương đó thì đã và đang attract, thu hút thêm nhiều customer là khách hàng. Và boost, mình có từ boost có nghĩa là đẩy mạnh hay là nâng cao đây, nâng lên. Đẩy mạnh hay là nâng lên ha. Cô dịch lại nha. Và đẩy mạnh cái doanh số của họ bằng việc cung cấp cái gì? Cung cấp cái beverage. Mình có từ beverage có nghĩa là thức uống đây. Cung cấp những cái loại thức uống cà phê có chủ đề là theo mùa, được không nào? Tại cái convention, mình có từ convention có nghĩa là hội nghị đây, hội nghị ha. Hội nghị. Tại cái hội nghị Food and Drink Concord á, vào ngày 23 tháng 9 thì một nhóm những cái owners, mình có owners có nghĩa là chủ sở hữu hay là người sở hữu ha. Một nhóm những cái chủ sở hữu của những quán cà phê đó đã công bố những cái kế hoạch để mà thêm những cái thức uống theo mùa vào trong cái menus, cái thực đơn của họ. Và carry out là tiến hành hay là thực hiện ha. Tiến hành hoặc là thực hiện. Và tiến hành thực hiện những cái promotions. Mình có từ promotion có 3 nghĩa em còn nhớ không? Thứ nhất là thúc đẩy hay là thăng tiến. Thứ hai là quảng cáo. Thứ ba là khuyến mãi ha. Khuyến mãi, ưu đãi á. Ok, vậy cô dịch chỗ này là gì? Tiến hành thực hiện những cái chương trình khuyến mãi khác nhau, được không nào? They believe that, họ tin rằng bằng việc làm như vậy đó thì họ có thể turn Concord into, mình có cụm là turn something into something, có nghĩa là biến cái gì thành cái gì ha. Biến cái gì thành cái gì, được không nào? Rồi, thì cái này có nghĩa là gì? Họ có thể biến Concord thành một cái destination là điểm đến ha, cho những cái enthusiast. Mình có từ enthusiast có nghĩa là những cái người đam mê á. Người đam mê ha. Điểm đến cho những người đam mê về cà phê, phải không nào? Từ những cái vùng neighboring là những vùng lân cận. Rồi, aim là cái mục tiêu á em. Mục tiêu, mục đích ha. Mình có từ ultimate. Ultimate thì thường thường mình gặp có nghĩa là cuối cùng. Cuối cùng ha, ultimate. Và hay gặp với trạng từ đó em là ultimately. Nhưng ngoài cái nghĩa là cuối cùng á, thì ultimate còn có nghĩa là chủ yếu hay là lớn nhất nữa em. Chủ yếu hoặc là lớn nhất nữa ha. Vậy cô dịch chỗ này là gì? Cái mục tiêu, cái mục đích chủ yếu lớn nhất của họ đó là làm cho cái thị trấn này thành trở thành một cái thủ đô mang hương vị cà phê của US, được không nào? Rồi, những cái thức uống mà dựa trên cà phê đó rất là độc đáo, unique là độc đáo ha, thì có thể tìm thấy ở Concord year round. Mình có từ year round có nghĩa là xuyên suốt năm luôn, cả năm luôn ha, cả năm luôn. Year round là cả năm luôn. Rồi, Olivia Land, một cái chủ sở hữu của cái tiệm cà phê Bean Brewers đó, đã nói rằng pumpkin spice là cái flavor, là cái hương vị nổi tiếng nhất, phổ biến nhất ở cái quán cà phê của cô ấy trong suốt cái mùa thu. At Creative Cups, tại cái quán cà phê Creative Cups á, thì nhân viên đang cố gắng để mà tăng cái doanh số mùa đông bằng việc invent. Mình có từ invent có nghĩa là phát minh hoặc là sáng chế nha em. Phát minh hoặc là sáng chế ha. Và chỗ này có nghĩa là gì? Họ cố gắng để mà tăng cái doanh số mùa đông bằng cái việc là sáng chế, phát minh ra cái những cái hương vị với những cái tên unique là độc đáo ha. Last year, năm ngoái đó, thì họ phục vụ những cái thức uống cà phê có chủ đề mùa đông có tên là Xmas Espresso và Christmas Tree Cappuccino. This year, năm nay thì họ lên kế hoạch để mà introduce, ra mắt, giới thiệu cái thức uống tên là Center Latte. Ok, mình có từ meanwhile có nghĩa là trong lúc đó ha. Trong lúc đó.
Trong lúc đó, đó thì cái quán cà phê chill sẽ bring back, mang lại cái thức uống là coconut java tươi mát của nó. Cái mà đã debut, mình có từ debut có nghĩa là ra mắt đem hay là xuất hiện lần đầu ha. Ra mắt hay là xuất hiện lần đầu. Cái mà đã ra mắt hay là xuất hiện lần đầu vào tháng 3 vừa rồi và đã được phục vụ cho đến tháng 6. Cái tiệm cà phê Four Street này nè, Intend To. Intend To có nghĩa là dự định nha em. Intend To, dự định ha. Cái tiệm cà phê này dự định á, là làm cho cái thức uống cappuccino chiari phổ biến, nổi tiếng của nó đó, available, có mặt lại vào mùa hè, được không nào? Rồi bài đọc số 2 là một cái email ha, gửi đến cho cái phòng quảng cáo, cái ban quảng cáo của Newsletter Concord. Rồi gửi từ Kiana Lee. Cái ngày gửi là ngày 5 tháng 10, chủ đề là quảng cáo ha. Attachment đính kèm là một cái bản nháp của cái quảng cáo, được không nào? Rồi, The Advertising Department gửi cái bộ phận quảng cáo. Tôi rất là excited, hào hứng, thích thú khi mà nhìn thấy rằng cái tiệm cà phê của tôi là Creative Cups đã được mention, đề cập, nhắc đến trong cái bài báo, trong cái edition, cái phiên bản ngày 30 tháng 9 của bạn. This week, tuần này đó, đã có một vài cái customer, khách hàng đã hỏi khi nào thì chúng tôi sẽ bắt đầu bán cái hương vị mới của chúng tôi. I appreciate, tôi rất là đánh giá cao cái việc publicity. Mình có từ publicity là sự quảng cáo đây, sự quảng cáo ha. Cô dịch lại nè, tôi rất là đánh giá cao cái sự quảng cáo và muốn follow up. Follow up là tiếp tục đây, và muốn tiếp tục bằng việc đặt cái quảng cáo ở cái newsletter là gì em, cái bản tin của bạn ha. The size, kích cỡ mà tôi quan tâm á, là 1/8 của cái trang. Tôi đã attach, đính kèm cái bản nháp của cái mẫu quảng cáo. Những cái nhân viên của bạn có thể recommend. Mình có từ recommend có nghĩa là đề nghị hay là đề xuất đem. Đề nghị hoặc đề xuất ha. Các nhân viên của bạn có thể đề nghị, đề xuất những cái thay đổi nếu mà cần thiết. Tôi đã review, xem xét qua cái giá ở trên website của bạn và nhận thấy rằng cái giá đó nó sẽ là $200 mỗi tháng cho cái việc quảng cáo ở trên cái section, cái mục Food and Dining của cái tờ báo của bạn. As soon as, ngay khi mà bạn confirm, xác nhận rằng đây là cái khoản tiền đúng á, thì tôi sẽ nộp cái sự thanh toán của tôi, có nghĩa là tôi sẽ thanh toán tiền, được không nào? I look forward to hearing back from you. Tôi mong đợi được nghe cái phản hồi hồi âm từ bạn ha. Câu 181, câu A mình tới cười conduct. Conduct nó bằng với từ carry out ở trên đây, có nghĩa là tiến hành hay là thực hiện ha. Rồi, câu D mình có từ investor, có nghĩa là nhà đầu tư đây. Nhà đầu tư từ này cũng rất là hay gặp ha. Nhà đầu tư, investor. Vậy câu D có nghĩa là một số cái nhà đầu tư đã được chào đón ha. Câu 182, câu A mình có từ patrons, có nghĩa là khách hàng. Khách hàng ha, patrons, khách hàng. Rồi, câu C mình có từ ingredients, có nghĩa là nguyên liệu. Nguyên liệu đây. Nguyên liệu hay là thành phần ha. Nguyên liệu hoặc là thành phần. Vậy câu C có nghĩa là tận dụng, sử dụng những cái nguyên liệu thành phần được sản xuất ở địa phương. Câu D mình có từ take advantage of, có nghĩa là tận dụng nha em. Take advantage of, tận dụng ha. Rồi mình có từ trend là xu thế hay là xu hướng ha. Nationwide là khắp cả quốc gia luôn, khắp cả nước ha. Vậy câu D có nghĩa là tận dụng được cái xu thế của cả nước, được không nào? Câu 183 mình có từ take out, nó bằng với lại take away, có nghĩa là mang đi đó em. Ví dụ như mình có take away coffee là cà phê mang đi ha. Vậy câu A có nghĩa là nó sẽ có sẵn để mà bán tại cái quầy mang đi, chỉ ở cái quầy mang đi thôi. Rồi câu 185, câu A mình có từ subscribers, có nghĩa là những cái người đặt mua dài hạn ha. Những cái người đăng ký mua dài hạn ha, định kỳ ha. Những người đặt mua định kỳ hay là dài hạn, được không nào? Subscriber. Bài tiếp theo từ câu 186 đến câu 190. Bài này có 3 bài đọc. Chúng ta nhìn sâu vào cấu trúc của từng bài trước nha em. Bài số 1 là một cái lá thư phải không nào? Bởi vì có người nhận nè, địa chỉ của người nhận nè. Dear là người nhận nè em. Rồi ký tên phải không nào? Rồi, bài số 2 á thì có to from, thì đây là một cái email ha, có chủ đề, có ký tên nè. Bài số 3 có từ agreement. Agreement là bản thỏa thuận hay là hợp đồng. Vậy bài số 3 đó có khả năng là một cái mẫu thỏa thuận hay là hợp đồng gì đó ha. Rồi, câu 186. What was a reason? Cái lý do mà bà Child viết thư cho ông Mazio là gì? Cái lý do để mà viết thư có nghĩa là mục đích của lá thư. Vậy mục đích chúng ta làm gì trước em? Đọc đáp án, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Đọc đáp án trước nào, câu A. To recommend, để giới thiệu một cái tenant là một cái người thuê, để mà take over, tiếp quản lại cái hợp đồng thuê. Câu B. To dispute, để tranh luận.
về kết quả của một cái inspection, là cái sự thanh tra một căn hộ. Câu C để inquire, yêu cầu thông tin, hỏi thông tin về một cái suitability, cái sự phù hợp, thích hợp của một cái neighborhood, một cái khu vực. Câu D để report, báo cáo rằng một cái application, một cái đơn xin, có thể là đơn xin việc hoặc đơn xin nhập học hoặc là đơn xin vào một cái tổ chức nào đó ha, để báo cáo rằng một cái đơn xin đã được approve, là chấp thuận, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem tại sao, lý do gì bà Strayl viết thư cho ông Mazio nha. Câu 186 là câu đầu tiên, chúng ta dò bài đầu tiên nha em. Rồi em nhìn xem nè, bài đầu tiên là do ai viết vậy? Đây, ký tên là bà Shai nè, phải không? Và người nhận là ai đây? Mazio. Và chúng ta dò bài 1 là chính xác rồi ha. Đọc đoạn đầu đi em. I wish to inform, tôi muốn thông báo với bạn rằng á, là cái công ty của tôi sẽ sớm transfer, chuyển tôi đi đến một trong những cái chi nhánh ở overseas, là ở nước ngoài. Và tôi, therefore, vì thế không thể complete, hoàn tất được cái term, cái điều kiện, điều khoản được nêu ra ở trong cái hợp đồng thuê của tôi. Tôi sẽ vacate, bỏ trống cái premises, cái khuôn viên, và trả lại cái chìa khóa của tôi cho cái căn hộ 506 ở vào ngày 30 tháng 6, phải không nào? Khi đọc đến đây thì chúng ta hiểu là gì? Bà Shrile sẽ chấm dứt hợp đồng để mà trả lại cái căn hộ 506, bởi vì bà ấy được chuyển công tác sang một cái chi nhánh ở nước ngoài, phải không nào? Nhưng mà có đáp án chưa em? Có đáp án nào mà liên quan đến cái thông tin mình vừa mới đọc chưa? Em đọc lại thử xem câu A, giới thiệu một cái người thuê để mà tiếp quản lại cái hợp đồng, cũng rất có khả năng, phải không nào? Bởi vì bà Shire đã chấm dứt hợp đồng rồi và có thể là giới thiệu một cái người thuê khác ha. Rồi câu B, to dispute, để tranh luận về kết quả của một cái việc thanh tra về căn hộ. Nãy giờ chúng ta đọc không có thanh tra nhưng mà có cái từ apartment. Vậy thì chúng ta cũng có thể ha, để câu B ở đó đi em. Câu C, to inquire, để hỏi thông tin về sự phù hợp, thích hợp của một cái khu vực, thì không có thấy nhắc tới nãy giờ ha. Câu D, để báo cáo một cái đơn xin việc đã được chấp thuận, nãy giờ cũng không nhắc đến application luôn em. Vậy thì có thể là câu A hoặc câu B đó, nhưng mà để biết rõ hơn câu A hay câu B thì chúng ta đọc tiếp thêm một chút xíu nữa thì thông tin nó sẽ rõ hơn ha. Rồi đọc tiếp đi nào. I realize that, tôi nhận ra rằng cái việc terminating là việc chấm dứt cái hợp đồng cho thuê của chúng ta đó, thì thường á, sẽ buộc tôi là phải liability, có trách nhiệm để mà compensate, là bồi thường lại vì những cái sự mất mát ha, bồi thường cho bạn vì những cái sự mất mát. However, tuy nhiên, để không ai trong hai chúng ta bị bất lợi về mặt tài chính bằng mọi cách, tôi propose, là tôi đề xuất rằng một cái người bạn của tôi tên là Melissa Herrera sẽ di chuyển vào, dọn đồ vào ngay khi tôi rời khỏi. Vậy thì cái mục đích chính của cái bài này là gì em? Là ông ta, là bà Strayl không có muốn bồi thường khi chấm dứt hợp đồng, và bà ta muốn đề xuất một người bạn sẽ dọn vào ở ngay khi bà ấy rời khỏi, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu A, phải không nào? To recommend, giới thiệu một cái tenant, một cái người thuê để take over, tiếp quản cái hợp đồng ha, cái hợp đồng thuê để không có bị bồi thường, được không nào? Câu A ha. Câu 187, điều gì có thể được suy luận ra về bà Shire? Tôi đáp án trước nha em. Câu A, bà ấy là một cái người bạn cùng phòng, người ở cùng phòng trước đây của bà Herrera. Rồi câu B, bà ấy đã complain, phàn nàn về cái tòa Kilami. Câu C, bà ấy gần đây được thăng tiến lên một cái vị trí mới ở công việc. Bà ta được chuyển công tác ở nước ngoài thôi, phải không em? Câu này là có khả năng là không đúng rồi đó. Rồi câu D, bà ấy quyết định là move out, dọn ra ngoài 3 tháng trước khi cái hợp đồng cho thuê chấm dứt. Có nghĩa là còn 3 tháng nữa thì cái hợp đồng cho thuê mới chấm dứt mà bà ấy đã quyết định dọn ra rồi. Ok, vậy thì rất có khả năng đáp án là câu D em, bởi vì nó đã đúng cái vế nào rồi. Đúng cái vế là bà ấy quyết định rời ra khỏi trước khi hợp đồng chấm dứt nè. Nhưng mà mình không biết là trước khi hợp đồng chấm dứt bao lâu, có phải 3 tháng hay không thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò xem cái thông tin 3 tháng có trong bài hay không nha em. Rồi mình dò tiếp bài số 1 xem có 3 tháng không nè. Dò tiếp theo đi em, chỗ này không có phải không nào, dòng tiếp theo cũng không có luôn, dòng tiếp theo cũng không có, dòng tiếp theo cũng không có ha. Vậy bài số 2 thử xem. Bài số 2 em dò xem có 3 tháng, có 3 months không. Đoạn này có không em? Không có phải không nào. Đoạn này thì sao? Không có. Câu này cũng không. Ok, câu này có 3 months nè em, có 3 tháng nè. Rồi chúng ta đọc cái câu có từ 3 months này thử nha. Từ đâu đây? À, I am also be able. Đây phải không em? Đây nè. Tôi cũng có thể trả cho 3 tháng đầu. Upfront là trả trước đem. Cô dịch lại nè. Tôi cũng có thể trả tiền trước cho 3 tháng đầu. Là cái khoảng thời gian
mà nó bị bỏ lại trong cái hợp đồng của bạn tôi khi cô ấy rời khỏi. Ok, vậy có nghĩa là gì em? Khi mà bà Shiloh rời khỏi đó, thì cái hợp đồng á, nó bị bỏ mấy tháng? 3 tháng, được không em? Vậy có nghĩa là bà Shiloh đã rời khỏi cái căn nhà này, quyết định dọn ra ngoài 3 tháng trước khi hợp đồng chấm dứt ha. Vậy đáp án câu đi có chính xác không em? À, câu đi là chính xác, được không nào? Câu 188, what does Miss Harara, bà Harara nói rằng á, bà ấy có thể làm gì? Vậy từ khóa chính là Miss Harara và she can do cái gì ha? Đó đáp án trước đi em, câu A, help, giúp đỡ một người bạn mang vác những cái hộp. Câu B, cung cấp một cái reference letter và một cái lá thư giới thiệu ha. Câu C, meet with, gặp gỡ, bàn bạc với lại cái người chủ. Câu D, decorate, trang trí ở cái khoảng không gian, interior là ở bên trong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem bà Herrera ở bài số mấy vậy em? À, bài số 2 phải không nào? Đây nè, bài số 2 là bà Herrera viết cái email gửi cho ông Mazio. Ông Mazio là chủ của căn hộ, em còn nhớ không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem bà Herrera nói là bà ấy có thể làm gì nha. Đoạn số 1 thử đi em, có nói là có thể làm gì không? Không có phải không nào? Không có luôn, đoạn số 2 thử nha. Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi là một người có trách nhiệm. Cũng chưa nói là làm gì hết. Đây, I can provide. Đây nè em, I can chính là bà Harara can đó em. Tôi có thể cung cấp một cái lá thư từ cái người landlord, cái người chủ former trước của tôi. Mà cái lá thư đó sẽ làm sao em? Cái người chủ đó, cái lá thư đó sẽ attest, sẽ chứng minh, sẽ chứng nhận cho cái tính cách của tôi nếu mà bạn muốn. Vậy thì bà ta có thể làm gì em? À, cung cấp một cái lá thư giới thiệu phải không nào? Vậy đáp án là câu B ha. Câu 189, ở trong cái agreement, cái bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đó. Ok, là bài số mấy vậy em? Bài số 3 ha. Thì cái từ surrenders ở đoạn số 1 dòng 1 gần nghĩa với từ nào nhất? Em đọc đáp án trước nha. Câu A, rejects á, là từ chối nè. Câu B, deny là phủ nhận nè. Câu C, give up là từ bỏ. Câu D, commit là cam kết ha. Rồi bây giờ chúng ta tìm từ surrenders đi em. À, ở đây phải không nào? Rồi mình đọc câu này nha. Cái người thuê đó thì surrender tất cả những cái quyền liên quan đến tài sản. Rồi theo em là câu nào? Em thấy câu A vô thử xem. Reject, từ chối. Người thuê từ chối tất cả những cái quyền liên quan đến tài sản. Sao lại từ chối? Nghe kỳ quá em ha. Rồi, còn câu B, deny, phủ nhận. Người thuê phủ nhận tất cả những quyền liên quan đến tài sản. Cũng không được luôn. Rồi, câu C, từ bỏ. Người thuê từ bỏ tất cả những quyền liên quan đến tài sản. Được không em? Ừ, rất được phải không nào? Tại vì đây là cái thỏa thuận, cái hợp đồng chấm dứt, cái hợp đồng cho thuê mà. Khi họ chấm dứt rồi thì họ từ bỏ, họ phải từ bỏ những cái quyền liên quan đến tài sản. Còn câu D là gì? Commit là cam kết. Người thuê phải cam kết tất cả những cái quyền liên quan đến tài sản. Họ đã chấm dứt hợp đồng rồi thì tại sao cam kết quyền gì nữa? Vậy đáp án phù hợp nhất là câu gì em? À, câu C ha, give up. Vậy thì từ surrender nó bằng với từ give up, có nghĩa là từ bỏ đi em. Cô dịch lại câu này cho em hiểu nha. Cái the tenants, cái người thuê nhà đó, từ bỏ tất cả những quyền liên quan đến tài sản, có nghĩa là họ sẽ không có quyền sử dụng cái tài sản đó nữa nha em nha. Surrender, từ bỏ ha. Câu 190, what properly? Cái điều gì có thể là đã xảy ra vào ngày 30 tháng 6? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, 30 tháng 6 ha. Là đáp án trước đi em. Câu A, một cái vị khách tạm thời đó đã thuê cái căn hộ đó phải không nào? Câu B, deposit là tiền đặt cọc đó em. Cái tiền đặt cọc của cái người thuê đó sẽ được refund, là hoàn trả lại ha. Câu C, inspector, cái người thanh tra của chính phủ đó đã đến cái tòa nhà. Câu D, cái danh sách của những cái quy định đã được đăng tải trên cái bảng thông báo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm xem ngày 30 tháng 6 là ở đâu nha em. Câu hỏi cuối cùng rồi, chúng ta dò bài cuối cùng trước nha. Em xem bài cuối cùng có 30 tháng 6 không? À, không có, phải không nào? Rồi, vậy dò ngược lên, rất có khả năng đó là câu liên hệ ha. Bài số 2 có 30 tháng 6 không em? À, không có. Bài số 1 thì sao? Bài số 1 có không em? Có, phải không nào? Bài số 1 có 30 tháng 6 đây. Phải không? Có 30 tháng 6 đây ha. Vậy chúng ta sẽ dò đọc cái câu này xem 30 tháng 6 này sẽ ra chuyện gì vậy? Đây, I'll be vacating. Tôi sẽ bỏ trống cái khuôn viên và trả lại chìa khóa cho cái căn hộ 506 vào ngày 30 tháng 6. Vậy ngày 30 tháng 6 là ngày mà bà Shale sẽ trả cái căn hộ lại. Phải không nào? Rồi, câu cuối cùng thì phải liên quan đến bài 3 và chắc chắn là câu liên hệ đó em. Em đọc cái câu, đọc cái thông tin trong bài 3 có liên quan cái ngày mà trả phòng hay không? Có cái gì mà liên quan đến việc trả phòng không em? Có phải không nào? Cái đầu dòng thứ 3 phải không em? Đây nè, có từ vacated nè. Em đọc thử nó nói là gì đây? The tenant, cái người thuê đó, xác nhận rằng chủ đất
đã trả lại cái tiền đặt cọc là 2.500 đô vào cái ngày mà cái unit, cái đơn vị, có nghĩa là cái căn hộ á, bị bỏ trống, bị dọn đồ đi ha, đã được dọn đồ đi. Vậy thì theo em đáp án là câu nào? À, đáp án chính xác là câu B, phải không nào? Là cái tiền đặt cọc của cái người thuê đã được trả lại ha. Và bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Bài đọc số 1. Đây là một cái lá thư gửi đến ông Mazio, là địa chỉ của ông ấy ha. Ông Mazio thân mến, I wish to inform, tôi muốn thông báo với ông rằng á, công ty của tôi sẽ sớm transfer có nghĩa là chuyển ha. Sẽ sớm chuyển tôi đến một trong những cái branches là chi nhánh em. Branch là chi nhánh ha. Một trong những cái chi nhánh ở overseas là ở nước ngoài. And và tôi therefore vì thế không thể hoàn tất được cái term là điều kiện hay là điều khoản nha. Điều kiện hay là điều khoản ha. Tôi dịch lại nha. Vì thế tôi không thể hoàn tất được cái điều kiện điều khoản được specify, có là được chỉ ra hay là được quy định. Được quy định hoặc là được chỉ ra, được nêu ra. Tôi không thể hoàn tất được những cái điều kiện điều khoản được quy định ở trong cái lease, là cái hợp đồng thuê của tôi đó em. Lease là hợp đồng thuê ha. Rồi, tôi sẽ vacate. Mình có từ vacate có nghĩa là bỏ trống. Tôi sẽ bỏ trống cái premises. Mình có từ premises là khuôn viên em, khuôn viên ha. Tôi sẽ bỏ trống cái khuôn viên và trả lại cái chìa khóa cho căn hộ 506 vào ngày 30 tháng 6. I realize that, tôi nhận ra rằng á, cái việc terminating, mình có động từ terminate có nghĩa là chấm dứt. Terminate là chấm dứt ha. Chấm dứt, quy dịch lại nha. Tôi nhận ra rằng cái việc chấm dứt cái hợp đồng thuê của chúng ta đó thì thường á, là buộc tôi phải liable. Mình có từ liable là có trách nhiệm đó em. Có trách nhiệm ha. Liable, có trách nhiệm. Nó giống với từ responsible ha. Buộc tôi là phải có trách nhiệm. Compensate, mình có từ compensate có nghĩa là bồi thường. Bồi thường, có trách nhiệm là phải bồi thường bạn vì những cái losses, là những cái mất mát ha, những cái sự mất mát. However, tuy nhiên, để mà neither of us, không ai trong số hai chúng ta bị inconvenience, là bị bất lợi về mặt financially, về mặt tài chính, về mặt tiền bạc á, bằng bất kỳ cái cách nào, thì tôi propose, đề xuất rằng một cái người bạn của tôi tên là Melissa Herrera sẽ move in, sẽ chuyển vào ngay khi mà tôi rời khỏi. I consider, tôi xem xét, tôi đánh giá cô ấy rất là trustworthy. Có từ trustworthy có nghĩa là đáng tin cậy nha, đáng tin cậy ha. Tôi đánh giá cô ấy thì rất là đáng tin cậy, bởi vì cô ấy đã làm rất là tốt trong cái việc là look after, là trông nom căn hộ của tôi trong lúc mà tôi đang ở trong kỳ nghỉ ha. Rồi, if it is agreeable to you, nếu cái điều này có thể đồng ý với bạn, có nghĩa là nếu bạn đồng ý đây, ok, thì tôi sẽ bảo cô ấy liên hệ với bạn trong tuần này. Also, cũng như vậy thì khi nào bạn muốn lên lịch hẹn để mà inspection, là kiểm tra hay là thanh tra nha em. Inspection, kiểm tra, thanh tra. Kiểm tra hay là thanh tra ha. Cô dịch lại, khi nào thì bạn muốn lên lịch để mà đi kiểm tra lần cuối cái căn hộ. I have done my best, tôi đã cố gắng hết sức để mà để lại mọi thứ ở trong cái condition, là cái điều kiện hay là tình trạng nha em. Tình trạng hay là điều kiện ha. Điều kiện, tôi đã cố gắng hết sức để mà để lại mọi thứ ở trong cái tình trạng điều kiện tốt nhất. Vì thế tôi hy vọng rằng tôi có thể get back, nhận lại cái security deposit. Mình có từ security deposit có nghĩa là tiền đặt cọc nha, tiền đặt cọc. Tôi có thể nhận lại được tiền đặt cọc của tôi in full, có nghĩa là nhận được toàn bộ lại tiền đặt cọc của mình luôn ha. Rồi tiếp, bài đọc số 2 là một cái email gửi đến cho ông Mazio, gửi từ bà Melissa Herrera. Chủ đề á, là về cái tòa Kilami, căn hộ 506. Ngày gửi là 4 tháng 6 ha. Ông Mazio thân mến, a friend of mine, một cái người bạn của tôi, cái người mà sống ở cái tòa Kilami, đã liên hệ với tôi về việc là rời khỏi trước khi cái lease, cái hợp đồng thuê của cô ấy up, là chấm dứt đen, hết ha, hết hay là chấm dứt. Ví dụ như mình có từ time's up là hết giờ ha. Time's up, hết giờ. Her lease is up có nghĩa là
cái hợp đồng của cô ấy hết hay là chấm dứt, được không nào? I appreciate, tôi rất là cảm kích khi mà bạn xem xét cho tôi như là một cái tenant, là người thuê. Tenant là người thuê ha, như là một cái người thuê nhà mới. I assure, tôi đảm bảo với bạn rằng tôi thì rất là responsible, là có trách nhiệm. Và cái căn hộ cho thuê của bạn á thì sẽ be in good hands. Mình có cụm thành ngữ be in good hands, có nghĩa là được quản lý, được chăm sóc, được bảo quản, được quản lý, được chăm sóc, được bảo quản một cách cẩn thận, chu đáo. Tôi có dịch lại chỗ này ha. Và cái căn hộ của bạn đó thì sẽ chắc chắn là sẽ được quản lý, được bảo quản một cách cẩn thận, chu đáo, được không nào? Rồi tiếp, I can provide, tôi có thể cung cấp một cái letter, một cái lá thư từ cái landlord. Mình có từ landlord là chủ nhà, từ một cái người chủ nhà former là trước, từ một cái người chủ nhà trước của tôi. Và cái người này nè sẽ attest. Mình có động từ attest, có nghĩa là làm chứng hay là chứng nhận ha. Attest, làm chứng hoặc là chứng nhận. Mà cái người chủ nhà này sẽ làm chứng hay là chứng nhận cho cái tính cách của tôi. Nếu mà bạn muốn, tôi cũng có thể trả upfront, là trả trước 3 tháng đầu cái khoảng thời gian mà bị bỏ lại trong cái lease, cái hợp đồng thuê của bạn của tôi khi mà cô ấy rời khỏi. I can move in, tôi có thể dọn đồ vào ngay vào ngày 1 tháng 7. Tôi sẽ await, có nghĩa là chờ đợi đây, chờ ha. Tôi sẽ chờ cái instruction, là cái sự hướng dẫn. Tôi sẽ chờ đợi cái sự hướng dẫn thêm từ bạn. Rồi, cảm ơn. Rồi, ký tên ha em. Rồi, cái số 3 là một cái thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Mình có từ agreements là cái sự thỏa thuận đây em. Termination là danh từ của động từ terminate lúc nãy, có nghĩa là sự chấm dứt ha. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng cho thuê. Rồi, landlord, chủ nhà là Mazio. Tenants, người thuê là bà Shrile. Cái tài sản, cái bất động sản á, là căn hộ 506 ở cái tòa Kilami. Đây là địa chỉ, được không nào? Rồi, cái điều khoản đầu tiên là the tenant, cái người thuê đó, surrenders là từ bỏ ha. Cái người thuê đã từ bỏ tất cả những cái quyền liên quan đến cái property. Property có thể là tài sản, hoặc cũng có nghĩa là bất động sản nha. Bất động sản ha, có thể là đất, phòng ốc hay là nhà ha, người ta gọi chung là property. Cứ dịch lại nha, cái người thuê từ bỏ mọi quyền liên quan đến cái tài sản, cái bất động sản, có nghĩa là họ không được quyền sử dụng nữa. The landlord, cái chủ đất, cái chủ nhà đó, confirm, xác nhận rằng tất cả những cái việc thanh toán, cho dù là in respect to, là liên quan tới ha, liên quan tới hay là về mặt đó, về mặt tiền thuê hay là những cái khác, thì đều được thực hiện đầy đủ. The tenant, người thuê thì xác nhận rằng chủ nhà đã trả lại cái số tiền đặt cọc là 2.500 đô vào cái ngày mà cái căn hộ bị bỏ trống, được dọn đồ ra khỏi ha. Rồi, cái thỏa thuận này thì được ký bởi hai bên là đây và đây. Ok, có 186, có ai mình có từ takeover. Takeover có nghĩa là tiếp quản lại ha, tiếp quản. Vậy có ai có nghĩa là giới thiệu một cái người thuê để mà tiếp quản lại cái hợp đồng thuê. Copy mình có từ dispute, có nghĩa là tranh luận. Dispute, tranh luận rất là hay gặp. Vậy copy có nghĩa là để tranh luận kết quả của cái việc thanh tra ha. Inspection là thanh tra đó, sự thanh tra, kiểm tra đó, lúc nãy mình có gặp rồi, của một cái căn hộ. Có 187, mình có từ promote. Promote có 3 nghĩa: thăng tiến, quảng cáo và khuyến mãi. Chỗ này có nghĩa là thăng tiến ha. Bà ấy gần đây được thăng tiến lên một cái vị trí mới ở cái công việc, có không nào? Rồi cô đi, mình có từ move out. Move out trái nghĩa với lại move in. Move in là dọn vào ở ha, còn move out là dọn ra khỏi, dọn ra ngoài. Có 188, cô đi mình có từ reference letter, có nghĩa là thư giới thiệu. Thư giới thiệu ha, reference letter, thư giới thiệu. Thì thường đi xin việc làm, chúng ta cũng viết những cái thư giới thiệu giống như vậy ha, reference letter. Rồi có 189, mình có từ reject là từ chối. Reject, từ chối ha. Copy mình có từ deny là phủ nhận. Copy mình có từ give up là từ bỏ. Copy mình có từ commit là cam kết ha, cam kết. Cái này cũng rất hay gặp. Có 190, câu A, mình có từ temporary, có nghĩa là tạm thời. Temporary, tạm thời ha. Occupy có nghĩa là chiếm giữ. Chiếm giữ. Nhưng mà trong có trong cái ngữ cảnh về thuê nhà đó thì occupy có nghĩa là thuê ha. Thuê một cái phòng, một cái
tòa nhà nào đó, một căn nhà nào đó ha. Rồi câu C mình có từ inspector. Inspector là danh từ của từ inspect. Inspection ở bên này nè em có nghĩa là sự thanh tra, còn inspector là danh từ là người thanh tra, người kiểm tra ha. Người thanh tra, người kiểm tra. Câu D mình có từ bulletin board là cái bảng thông báo. Bảng thông tin, bảng thông báo ha. Giống như notice board vậy đó.